Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đồ Câu Dần Tiếng nha. Thì hôm nay giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cây cần gút mini nha. Gút mini này chất liệu của nó bằng phíp thì cái giá này cũng rẻ thôi, từ khoảng trăm mấy cây này 80 nè, 150, 180 thôi. Thì giá em bán này chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển nó rơi khoảng tầm 40.000 đơn. Tại giờ khu vực giao hàng của tất cả cô chú anh chị nha. Còn cô chú anh chị nào mua trên 500.000 em bao ship luôn. Trên 500.000 em bao ship nha, dưới 500.000 thì cô chú anh chị tự thanh toán phí cước cho bưu điện giúp em. Rồi em giới thiệu tất cả cô chú anh chị cây cần đầu tiên. Cây cần đầu tiên này một cây mã B1 nha, cây gút mini. Khoan nó khoan đá, đá khoan sắt đây, độ cứng tương đương 15 thôi. Cây này độ cứng tương đương 15 nha. Nói chung mấy cái cây cần ngọn nó mềm chứ không có cứng nha. Dành cho anh em câu chơi bậy bạ được ngon. Quay hình đẹp á, quay hình đẹp nha. Tổng thể cần đây, bát nhựa nha. Cây này mã số B1, nặng 125g, ngọn 2 ly, gốc nó 11, B1 giá 80.000. B1 giá 80k nha. Tiếp B2 cũng là một cây cần đó luôn. Khoan nó khoan chân sắt đây, hơi rỉ một tí. Bát nhựa luôn. Rồi bạn kẹp đầy đủ nha. Cây này nó màu tím. Cây màu đỏ tím. Khác kia màu đen. Độ cứng tương đương khoảng 15 thôi. Độ cứng tương đương 15 nha. Cái này mã số nó B2 nha, nặng 125g, ngọn 1.9, gốc 11. B2 giá 80.000. Tới B3. B3 này cũng là một cây cần đó luôn nha. Hàng sắt đây. Bát nhựa. Ngoại hình thì xấu nha. Cây này màu tím. Nói chung mấy cây mấy chục ngàn này về cho anh em chơi bậy bạ được nha. Cây này thì nó không có cái khoan đây nha. Nó không có khoan ngay ngọn. Mấy kia nó có cái khoan ngay ngọn đây. Cây này không có nha. Độ cứng tương đương 15 luôn. Độ cứng tương đương 15 nha. Cây này độ cứng 15-20 nha. Mã số B3, nặng 115g, ngọn 2 ly, gốc 11. B3 giá 80.000. Tới B4, gút mini luôn. Độ cứng cũng tương đương tầm khoảng 15. Khoan nó khoan chân inox. Này bằng nhựa nha, còn cái chân này bằng sắt hay gì nè. Nhưng mà câu kéo bình thường, giá mềm. Chẳng sắp hơi dơ nha. Anh em dễ lấy ông mô trà nó sạch lại. Cây dài mấy 65 nha. Em chưa báo nữa, B1, B2, B3 dài mấy 65 nha cô chú anh chị. B1, B2, B3 dài mấy 65. Đầu cứng tương đương 15. Cây mã số B4, nặng 110g, ngọn 1.7, gốc nó 11.4 nha. B4 để cô chú anh chị giá 80.000 nha. B4 giá 80.000. Rồi tới B5. B5 này cũng là một cây cần gút mini. Độ cứng tương đương là 15 nha. Độ cứng tương đương 15. Bát là bát nhựa nha. Bát nhựa. Và hình đẹp. Dài cũng mấy 65 nha. Dài mấy 65. Cây này không có để tên tuổi gì hết á. Không để tên tuổi gì hết nha. Và hình đẹp. Độ cứng tương đương 15. Cây này không có khoan ngọn nha. Khoan cái ngọn giữa không có nha. Về là nó vậy chứ không có bị lỗi của chúng chị. Có những khoan nó có cái ngọn giữa, những cây nó không có đâu. Cây này mã số của nó là B5, nặng 130g, ngọn 1.8, gốc 13.8 nha. B5 giá 80.000. Cái B6. B6 này cũng dài nha, chất liệu phép. Gút cũng dài chất liệu phép. Bát nó bát hãng đây. Đâu. Cái này dài 1m8 nha. Có tên tuổi đây nè. Không biết tên gì hết nha. 1m8. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha. Độ cứng tương đương là 15 luôn. Mấy ngọn mềm lắm nha. Tổng thể cần nói chung còn khá đẹp á. B6 nặng 125g, ngọn 2.7, gốc 10.9 nha. B6 để cô chú anh chị giá 150.000. Tới B7. B7 gút lông ngắn nha.
bát nó bát hãng luôn, nguyên nhân khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha, dài 1m8, chất liệu là phíp. Tổng thể cần đây độ cứng đương 15, độ cứng đương 15 nha cô chú anh chị, tổng thể đây nha. Cây này B7 nặng 110g, ngọn 1.5 gốc nó 13.3 nha. B7 giá 150.000, B7 giá 150.000 nha. B8 cũng gút mini luôn, khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha, dài 1m7 luôn, bát nó bát hạng, ngoại hình còn khá đẹp. Đây nó bị gì đây? À, nó bị chày. Đây nó bị chày của chú chị. À, thấy được không? Em bóp vô nè, không có bị hết nha. Bị chày nó có cái sừng lên nên em đừng nghĩ. À, bóp xuống nó bình thường. Nếu mà nó hư rồi nó dập là bóp xuống nó dập lép luôn à. Nó không có dập nha. Chất liệu nó phíp. Đây nó có khoan ngọn đây. Độ cứng đương 15 thôi nha. Rồi, con này mã số B8 nặng 150g, ngọn 1.8 góc 16.2 nha. B8 để cô chú anh chị giá 150.000. B8 để cô chú anh chị giá 150.000. Tới B9 nha, B9 con này bị mất cái nắp đít đây. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt. Cây này không mất nắp đít, cây này bán 180 nha cô chú anh chị. Dài 1m8 nhưng mất nắp đít thì em bán 150 thôi. Made in China nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Cây này ngoại hình nó không có chày nha. Cây này độ cứng tương đương 15. Độ cứng tương đương 15 nha. Tổng thể cần đây. Cây mấy cây này lùa cũng ngon nha, lùa cũng ngon. Cây này mã số của nó là B9. Nặng 100g, ngọn của nó là 1.8 góc 13. B9 để cô chú anh chị giá 150.000. B9 để cô chú anh chị giá 150.000 nha. Tới B10. B10 này là một cây cần rút mini luôn. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha. Cây này dài 2m1. Dài 2m1 nha. Suốt mini gì đây nè. Bát hãng. B10. Dài 2m1 nha. Ngoại hình còn khá đẹp. Cái đây là bị nước sơn lâu ngày quá nó bị xuống nước nè. Nó xuống màu á, từ màu đỏ nó qua tới màu ngà trắng luôn nè. Không có bị nha, chỉ bị nước sơn nó bị xuống nước màu thôi. Độ cứng tương đương 15, ngọn khá là dịu. Rồi, cây này mã số B10. Nặng 140g, ngọn 1.8 góc 15.5 nha. B10 để có chuẩn trị giá 150.000. B10 để có chuẩn trị giá 150.000. Tới B11. B11 gút mini. Gút mini đây. Dài 1m65. Bát nó bát hãng nha. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt. Ngoại hình thì nói chung là còn khá là ok. Mấy cây này về cho anh em câu lua cũng ngon, đánh mấy cái ao mương nhà cũng ok nha. Độ cứng tương đương 15 thôi. À, tổng thể cần đây nè. À, thấy chưa, cây này mã số B11, nặng là 100, nặng 190g nha, nặng 90g, ngọn 1.6 góc 13.2. B11 để có chính trị giá 150.000. B11 150.000 nha. Tới B12 này cần gút lóng lỡ nha. Cái này nó có 2, 4, 50cm, 5 mấy cm á. Ngoại hình đẹp. Cái này có tem Nhật đây luôn nè. Dài 2m1 nha. Bát nó bát hãng đây. Đây mất cái nắp đít nè. Mất nắp đít nha. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt. Mấy cây này nếu mà còn nắp đít bán 180 cây này. Nhưng mức đích em bán của chú anh chị có 150.000 đã bớt giá rồi nha.
Nói chung là cây nó bị thiếu cái này thiếu kia một chút thì em sẽ bớt giá lại thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì anh em khi câu hết, nên anh em cứ yên tâm nha. Ngon, rất là ngon. Độ cứng tương đương 15 về 2m1 nha. B12 nặng 140g, ngọn 1 ly 6, góc 16 ly nha. B12 để có chung chi giá 150.000. 150.000. Cái B13. D3 này cần gút mini. Khoan nó khoan đá sứ chân chân sắt nha. Dài 1m8 nha, cái này new compact dài 1m8. Bát nó bát hãng đây. Tổng thể cây cần đây. Và hình còn khá là đẹp á, có chày. Mấy cái hàng bãi chắc chắn sẽ có chày rồi, anh em đừng có muốn đẹp long lanh nha. Long lanh thì mấy hàng bãi không có đâu, anh em mua cần mới nha. Đầu cứng được 15 thôi. Cây mã số B13, nặng 90g, ngọn 1 ly 7, gốc của nó 13 nha. B13 để có chuẩn chi giá 150.000. Đó, tới B14 nha. B14 này cần gút bóng dài, gút bóng lỡ chứ, thu gọn có 2, 4, 60 cm. Dài của nó là 2m4 nha, cây dài 2m4. Khoan đá sứ chân sắt nè. Bát nó là bát hãng nha, bát của hãng sản xuất. Đó. Ngoại hình thì nói chung có chày nha. Dài 2m4. Độ cứng tương đương khoảng 15-20 nha, ngọn khá là cứng nha. Giá bên Nhật là 22.000, 22.000 yên. B14 nha. B14 để có chứng nặng là màu 200g, ngọn 1 ly 8, góc 18,7. B14 để có chứng trị giá 150.000. B14 để có chứng trị giá 150.000 nha. Cái B15, một quần gút mini, khoan đá sứ chân sắt. Dài 1m8, made in China nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Mini bass, quần hình rất là đẹp. Độ cứng này tương đương tầm khoảng 20 nha. 20, ngọn khá là cứng. Bát ở đây. Bát nó bát hạng. Rồi, cây này mã số B15. Nặng 125g, ngọn 2 ly 4, góc 13,8. B15 để có chuẩn trị giá 150.000 nha. B15 để có chuẩn trị giá 150.000. Cái B16 là một cây gút mini. Cái đít này nó kẹp gì vô bên Nhật, nó kẹp dính dán keo lại nè. Bát hãng nha. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt. Rất là đẹp. Cái này dài 2m1 nha. Dài 2m1. Quần hình chày đây. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 15. Độ cứng 15 nha. 6 đây. Mã số B16, nặng 135g, ngọn 1 ly 8, góc 15,7. B16 để cô chú anh chị giá 150.000. B16 để cô chú anh chị giá 150.000 nha. Cái B17 gần gút mini nha, khoan nó khoan đá sứ chuyên sắt. Cây này để vô lại. Dài 1m65 nha, bát hãng. Cây dài 1m65, bát hãng. Tổng thể cần đây. Đó. Độ cứng này tương đương 20 nha, độ cứng tương đương 20. Cây này mã số B17, nặng 100g, ngọn 2 ly rưỡi, góc 13. B17 giá 150.000. B17 giá 150.000. Tới B18. B18 này cần gút mini. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha. Đây nó hơi dính keo, dính keo. Thấy chưa?
Cây này không thấy thông số ta. Cây này dài chắc mét 65 nha cô chú anh chị, dài mét 65. Độ cứng cây này tương đương 20. Độ cứng cây này tương đương 20 nha, ơi 15, độ cứng tương đương 15 nha cô chú anh chị. Tổng thể cần đây. Bát là bát nhôm nha, bát nhôm. Cây này mã số nó B18, nặng 90g, ngọn 1-9, góc 12,2. B18 để cô chú anh chị giá 150.000. B18 để cô chú anh chị giá 150.000 nha. Tới B19, B9 gút mini màu hồng luôn, màu hường nha. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt đây. Dài cây này là 1m65. Bộ hình rất là đẹp. Dài 1m65 nha. Độ cứng tương đương 15. Độ cứng tương đương 15 nha. Cây này mã số của nó B19 nha, nặng 90g, ngọn 1-6, góc 13. B19 để có chuyên trị giá 150.000 thôi. B19 để có chuyên trị giá 150.000 nha. Cái B20 là gốc mini, khoan nó khoan đá sứ chân sắt, hơi gỉ sáng một tí. Dài cái nó 1m65 luôn, độ cứng tương đương 15. Ngoại hình cây này nói chung là còn đẹp nha, còn khá là đẹp. Cái này mã số B20, nặng 90g, ngọn 1.5, gốc của nó 13. B20 để có chú trị giá 150.000. B20 để có chú trị giá 150.000 nha. Tới B21. B21 này cần gút mini dài mét 65 luôn. Dài mét 65. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha. Độ cứng tương đương 15, ngọn khá là dịu. Ngoại hình màu đỏ, rất là đẹp. Tổng thể cần đây. Tổng thể cần nha. Cái này mã số nó B21. Nặng 80g, ngọn 1.7, góc 13. B21 để cô chú anh chị giá là 180.000 nha. B21 để cô chú anh chị giá 180.000. Tới B22. B22 này là một cây cần gút đóng dài. Đó, cây này dài 2m7 nha. Cây này là hãng của Ro Marine. Ba khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha. Này chưa dán keo. Cây cần này nó không có cái khoen ngọn nha. Khoen ngọn nó có cái hàng dĩnh đây nhưng mà cây này không có nha. Bát nó bát hãng. Tổng thể cần đây. Mã số B22 nặng 160g, ngọn 1.7, góc 15,9. B22 để cô chú trị giá 180.000. B22 giá 180.000 nha. Tới B23, một cây cần gút lóng lở nha. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt. Cái này dài của nó 2m4 nha. Dài 2m4. Action của nó 15-20g. Ngoại hình nói chung là còn khá là ok á. Cây này nó bị hư một cái khoan đây. Đó. Anh em nào lấy thì em sẽ thay cái khoan này luôn nha. Thay cái khoan này vào. Tháo này ra, thay cái khoan mới vào cho anh em rồi gửi nha. Đầu cứng đường 15 thôi. Đầu cứng đường 15 nha. Mã số B23. Nặng 180g, ngọn 1.7, góc 18 nha. B23 giá 180.000. B23 giá 180.000 nha. Tới B24. B24 này cần gút lông ngắn nha, thu gọn cỡ 2, 4, 50 mấy cm nha. Khoan đá sứ chân sắt. Khoan đá sứ chân sắt nha. Cây này dài 1m8. Dài 1m8.
tổng thể cần đây, nói chung còn khá đẹp. Bát nó là bát thường nha, bát thường. Ngoại hình nói chung khá đẹp, độ cứng tương đương 15. Đây nó hơi dơ một tí. Cái này dài của nó là bao nhiêu đây quên rồi, 1m8 nha. Mã số B24, nặng 110g, ngọn 1 ly 2, góc của nó là 1 ly 8 chứ. Góc của nó 13 nha. B24 để có chuẩn trị giá 180.000. Tới B25. B25 này còn gút lóng lúc lóng ngắn nha. 2 4 60cm nha. Thua 60cm. Cái này dài 2m7 luôn. Dài 2m7 nha. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt. Đó. Tổng thể cây cần nói chung còn khá đẹp. Độ cứng này tương đương tầm khoảng 15. 15 nha. Tổng thể cần đây. Bát nó là bát hãng nha, bát của hãng sản xuất. Cái này mã số của nó B25, nặng 225g, ngọn 1 ly 7, góc 19.3. B25 để cô chú anh chị giá 180.000. B25 để cô chú anh chị giá 180.000 nha. Tới B26. 26 cần rút lóng lỡ, thu gọn 2 4 60cm. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt. Cây này dài của nó là nhiêu đây? Dài nó 2m4 nha. Cây này dài 2m4 đây, nó để đây luôn. Chất liệu VIP. Tổng thể cần nói chung còn khá đẹp. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 20 nha. Độ cứng cái này tương đương khoảng 20. Ngọn khá là dịu nha. Bát hạng. Tổng thể cần đây. Mã số B26. Nặng 180g, ngọn 2 ly 1, góc 19 nha. B26 để coi chú anh chị giá 180.000. Ở B26 để coi chú anh chị giá 180.000 nha. Cái B27 đừng rút lóng lỡ, thu gọn 2 4 60cm nha. Cây này made in China nha, hãng SZM, dài 2m7. Khoan của nó là khoan đá sứ chân sắt nha. Ở đây dính keo nè, anh em nào về chùi sạch nha, dính keo. Ngoại hình cái này còn khá đẹp á, mà chưa xin kỹ, cái này hơi bị bung keo rồi. Đó. Anh em lấy thì em sẽ chấm miếng keo vô nha. Nó về dính cứng ngắc rồi nè, anh em không về chấm keo cũng rất là dễ nha. Chấm miếng keo vô cái đưa nó xuống là cứng ngắc à. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 15-20 nha. 15-20. Ngoại hình nói chung còn khá là đẹp á. Bát nó đẹp nè, nhìn cái bát nó bát được cao đẹp. Hãng SZM nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Dài 2m7. Mã số cái này là B27 nha. B27. Nặng 275g, ngọn 1 ly 8, góc 19.3. B27 để cô chú anh chị giá 180.000 nha. B27 để cô chú anh chị giá 180.000. Tới B28. B28 này ok, cần rút lóng ngắn nha. Thu gọn 2 4 52 53 54cm nha. Cây được cái nguyên một dàn khoan Fuji nha, nguyên dàn khoan Fuji. Có cái khoan đây nó hơi bị nứt cái lớp chân xa nhựa nè. Nhưng mà em đóng keo rồi nên nó cứng ngắc à. Bao anh em xài luôn, không hư nữa. Dài 2m4, made in Korea nha. Cây được cái là nguyên dàn khoan Fuji. Đó, độ cứng cây này tương đương tầm khoảng 20. 20 25, ngoại hình để chung có chày. Ngoại hình có chày nha. Được bộ khoan Fuji rất là ngon. Cây này cái nhược điểm cái nữa, nắp đít đây không có nha. Ở đây nó có cái nắp đít mà nó bị dính cứng ngắc luôn nè, anh em thấy rõ không? Nói chung mấy cây này thì nếu mà nguyên hết thì cây này khoảng 350 400, nhưng mà cây này nó hơi xấu và bị nứt khoan. Bị này em bán cho cô chú gì giá 230.000 thôi, được cái bộ khoan Fuji luôn. B28, nặng 195g, ngọn 1 ly 7, góc của nó là 18.4. B28 để cô chú anh chị giá 230.000 nha. 230k. Tới B29 này cũng là một cây cần đó luôn.
Book Mini. Viên vàng khoan nó khoan Fuji nha, khuyên Fuji đá trắng. Dài cũng là 2m4 luôn nha. Made in Korea luôn á. Bát nó là bát nhôm đây. Cây này nó nắp đít dưới không có, em lấy cục cao su em nhét vô nè. Nắp đít của nó là dính chết trong cái này luôn á, nhưng mà nó bị gớt rồi, em lấy cục cao su em nhét vô. Nhưng cũng rất bình thường nha. Ngoại hình nói chung còn khá là đẹp. Được cái nguyên một dàn khoan Fuji. Cây này khoan Fuji nó còn khá là tốt. Đây nước sơn hơi bị nổ chút xíu. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 15-20. Độ cứng tương đương khoảng 15-20 nha. Viên một dàn khoan Fuji. Rồi, cái này mã số nó B29, nặng 325g. Ngọn của nó 1.7, gốc của nó là 18 nha. B29 để cô chú anh chị giá 250.000. B29 để cô chú anh chị giá 250.000 nha. Rồi cô chú anh chị lấy cái mã số máy cứ alo trực tiếp cho em. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị các video kế tiếp.